cũng chả. Con mình xin hết rồi, em một chào khoảng tay đi hả? Con mình xin mời thứ 7, thứ 8 gì bên thằng gái á, hãy chú lên thằng cánh á, con mời chú ơi. Chú 7 chú 8 về luôn hả? Chờ em đăng ký bài nữa được không hả? Vâng, bài hát thứ hai, bài hát được mang tên Gió Ngựa Trên Đồi Cỏ Non. Mời các chú, các bác cùng anh chị cùng thưởng thức. Cho em một tràng vỗ tay nhỏ nhỏ cho chú các bác ơi. Giới thiệu chưa? Những đêm làm giá chúng đi công thương thức.
hồ dâm lại là con tiền. Nhấp ly rượu đắng, nghe hồ là bài học lăng lăng. Chơi người ta lầm vân vân, khỏi người còn thương nhớ người. Con dâu chú rể trăm năm hạnh phúc, bất niên giai lão và sớm sinh quý tử. Mời mọi người hát cái lúc vui hôm nay, hát được mang tên Hỏi Vợ Ngoại Thành. Mời quý vị và cô bác cùng thưởng thức và đồng trang hôm nay nha. Và ca sĩ chúng ta hát bằng organ nha anh em. Ca sĩ chọn bài hát mà bên anh Tú rối.
Đồng Tháp hát cái dàn của anh Tú vậy.